Em chào cả nhà. Hôm nay em lại đi cắm câu nơi đây cả nhà ơi. Bữa giờ mùa lạnh nè, rồi nói chung mùa lạnh nó cũng khó, rồi giảm bớt. Ba ngày mới đi cắm lần. Đây cả nhà, bây giờ em quay sơ cái khu vực em cắm câu cho cả nhà coi. Mời cả nhà theo em nha. Đây mọi người, đây là cành câu này cả nhà, cành tre. Trong mỗi cái cành câu thì em có cột thêm cái cọng khuy xoắn này nữa để cho nó xoắn, nó hạn chế sảy á. Em xài lưỡi 14 cả nhà ơi. Lưỡi câu là lưỡi 14 thôi. Đây là con cá mồi này cả nhà. Đây, cá mồi là bao gồm là cá rô thia này, cá sặc, cá bảy màu, cá rô đồng. Đây là con cá mồi. Bây giờ em cắm cái suối này cả nhà, khu vực này nè. Ở đây thuộc hành trí Quảng Sơn, Ninh Sơn. Thì cứ dọc cái suối này mình cắm lên thôi. Cứ lệch bụi lùm như vậy nè cả nhà, cá nó nhiều lắm. Chứ giờ mà ở cá lăng ở cái khu vực mình mà ra sông lớn thì không có cắm được đâu. Đây là những cái vị trí để mình cắm câu nè cả nhà. Rồi, để bây giờ em phụ ông anh em cắm cho nó xong rồi tối đi thăm rồi có cá em quay cho cả nhà coi. Đó, mình cắm câu thì cái chỗ nào mà nó có cây, nó có cỏ, sợ nó cuốn cành câu á, mình bên ra một tí. Cả nhà, khi mình cắm xong là con cá mồi nó chạy vậy nè. Đây nè, đây là con cá mồi nè cả nhà. Đó, nó cứ bơi vậy nè. Nó động là cá lóc, cá lăng nó dễ ăn lắm đó nha. Đây là cành câu mình vừa cắm xong. Vừa mới cắm mới sống, nhìn luôn. Cá lăng hay cá chía, để quá coi thử coi. Vừa mới cắm, mới quay lưng lại cho mấy. Có cả đấy à. Ui, cái này dèo gặp con cá này to nữa chứ. Ây da. Mới cắm được mấy cân ăn rồi. Đã chứ. Mới cắm chưa hết cần câu nữa, nó dính rồi nè cả nhà. Con bị trắng. Con chứ kẹo đi, lên đi. Ui, tao có cá lóc. Thôi rồi. Có chân đứt. Để hẹ. Cầm lên đi cả chạy chứ. Cả lóc đã tạp hai lưỡi luôn. Khá ăn nữa. Quả đã. Bắt đi. Cả sướng thịt đấy chứ. Ăn hai lưỡi luôn. Sậy một lượt. Hai con cá lóc luôn. Chạch gió bỏ bố. Bỏ bố đôi cái số vắng luôn nè. Đôi số cá môi vắng luôn nè. Cái mùa này đi là toàn gặp mấy cái trái này không cả nhà nè. Trái mắt mèo á cả nhà. Cái trái này mà nó ngứa thì thôi rồi luôn á. Coi nè, nó quá trời luôn. Kìa, nguyên một cây luôn. Trời ơi, cái mắt mèo này nó xuông vô nó ngứa nãy giờ luôn. Đây có con cá lăng này cả nhà. Chắc con nhỏ. Tầm. Rồi, cả lắng là được rồi. Cả lắng là khỏi. Cần câu thì cắm chỗ này nè cả nhà, mới dính cá vô thay mùi cắm lại nè. Mời cả nhà coi cái này nè. Cái mặt mèo này. Cái này nó ngứa ghê lắm. Trên đầu nguyên một rừng mặt mèo luôn. Mặt mèo này mà nó ngứa thôi rồi luôn á. Giờ phải chui qua mấy chỗ này chứ không chui đâu, đường đi được đâu. Cái tá mặt mèo này nó ngứa thôi rồi.
hết mặt mèo tới muội bạn ràng cộng thêm cân rồi hay không. Giờ này là chỉ có đi thăm sơ sơ thôi cả nhà, chủ yếu là mình đi thăm cái đoạn 7-8 giờ tối á, cá nó mới nhiều. Giờ này mình cắm xong mình đi về lại á, rồi mình kiểm tra kênh nào có thì mình bắt thôi, kênh nào hết mồi mình thay mồi thôi. Cá lóc thì nó ăn sớm á. Hello cả nhà, hai anh em mới ăn cơm xong bắt đầu giờ đi thăm câu này cả nhà. 7 giờ tối là bắt đầu đi thăm câu, xuống mới đi xuống thấy có con này, con đầu tiên trong đêm này cả nhà. Không biết cá gì đây, nằm trong cái bụi này giờ khó quay quá. Được không? Khó lấy. Cái lăng đều đều quá, còn cả dai gì đó. Cái lăng này cả nhà. Trời mà trắng lên hay ảnh hơi trễ chút. Đây cả nhà, cái lăng này cả nhà ba cân gần nhau có ba con luôn. Đã ghê ạ. Đây một chú. Đã chưa? Rồi bắt bên ở đây, đây còn con nữa này cả nhà. Ấm sạch đấy luôn à. Đế đỏ quá nhổ luôn đấy này. Nhổ nó cầm lại lên luôn em, qua nhổ cái kênh bên kia cho. Nhổ lên 3 kênh luôn, nó móc lại 3 kênh luôn cho khỏe. Ba kênh sạch nhau lắm, ba con đã thiệt. Đều đều không thấy chưa? Đây mình con này, nhổ luôn đây này. Đây này. Con này cũng băng con nữa luôn đấy nữa. Một lựa vào nháu ạ. Đi tới trước cái thấy luôn. Thấy trước khỏe. Ôi, đẹp. Giờ kia không biết có không. Cái suối mà có cái chòi của người ta làm gạch men luôn cả nhà. Bà con. Rồi, xuống tiếp kia này. Em nhớ đi em chỗ nhận đi, có em bắt luôn, có môi bỏ người mà. Điều tiêu đều đẹp chứ. Cả môi, con cá môi nó còn chạy mâm này cả nhà. Kìa, nó chạy kìa. Cá môi nó còn sống. Cá trắng mà nó cũng ăn nữa thôi chứ. Đã quá đã luôn cả nhà ơi. Trắng này, trắng to vô. Trời ơi cái trắng. Nè cả nhà, mồi câu móc bằng cá lô thê cá sặc này nè, mà cá trắng nó cũng ăn nữa. Đất cực quả cẩm nổi, cẩm cũng hơi mềm mềm. Đó là cái rong mà mình được cá chứ, quên. Cá chết. Ủa, anh quên đem cái bình theo rồi. Bình theo. Ủa, thôi rồi, rớt rồi. Lấy cái đó rồi mà rớt, bên cái con này nè. Quan trọng có được không nhé. Cấy với gốc không à. Đừng đó đấy em, đưa kênh đá thì được.
Nè, lấy cân ra được không? Nè, nè, nè. Anh sợ nó ngâm im luôn này. Đư ơi. Đùa thôi. Lọc lọc cọc hơi nhỏ nhỏ là chỗ đấy cọ với chuột nữa thì coi chứ coi làm gần bơ luôn này quậy cá lăng nó kêu cá lăng không cả nha coi cành này cũng con nữa nè có cà trắng hành tí vùng âm trời cà trắng hành gì trắng nó vùng mình lắm cả nha nè vùng đi quá coi luôn nữa thì đó là cà trắng gì nữa mà buồn cần câu hết đi bên bờ bên kia bây giờ đi qua đây lấy này cả nha nó kéo vô cái bụi này từ từ để móc lên đó bè à, chụp cục kịp mó chụp không kịp quả bên nữa rồi vội ra vội không tới đây lấy được rồi kéo vô được rồi cả nha trời ơi, nó to trời ơi nó kéo cành chạy từ bên bờ bên kia qua luôn đã ngà lăng quả đã luôn á vuông mình mệt cả lắng nữa thôi cả nha kéo khỏi chứ sao nó bị mờ rồi ta rồi điện thoại bị cái mắt camera nó bị nước bị gì rồi cả nha rồi bắt cá cái đã cá lóc kìa cả nha cái lóc bỏ khỏi đi tối với cả con chứ phải hết bố Nguy đã mới nói là hết cả rồi hết cả tao không hết nội mày con thiếu thánh anh thấy đen lẹp thật sự với con trẻ cái đen lẹp lại cái đen điện thoại á đưa đưa cái dọn bì nè lên tận đấy luôn để lọt xuống ai tới gãy cái luôn thế là phải chụp kịp gãy cái luôn cả nhà vừa chụp kịp rồi giờ nữa thôi đem lên vừa tới là nó vung vừa gãy cái vừa rớt xuống luôn khả chứ có chứ có gần bằng con này con sợ tôi đeo đeo nhiêu vậy chứ bữa trưa nó vô đây cầm nó cầm chụp hết vung ấy chứ lấy gì đấy hay vậy luôn tập tụng hai con á kiện về bắt mèo không à giờ này chuẩn bị bầu cá rồi đó bầu cá cả nhà ơi bầu cá còn nữa cả nhà ơi mấy con này là hồi nãy đi thăm với kia xong rồi mình rộng lại cho nó sống á rồi mình mới đi thăm tiếp á còn đó mới to đó đó con cá kéo kinh hồi nãy đó thì trời giờ này toàn cá bự không anh lấy cái số ra luôn cho khỏe khỏi cảnh ờ rồi mất một con thì rưỡi cá trắng nữa lại từ đây đi nữa
cái lóc ha, lóc bỏ rộ này, quả đã luôn. Cái lóc kia to lắm, chịu lấy hai con nữa em đem về kiếm hai con cực kỹ đó. Wow, ôi sậu lắm lóc tạm làng ấy tới mất cần hoài anh cần hoài còn một kỷ còn nhiều lắm con nhà ơi. Con là con mấy con nữa bắt được không? Còn con nữa bắt thì khó quá đấy, khỏi cũng được còn con à? Rồi như được rồi à, tối nay được nhiêu đây nữa cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem video của em cả nhà ơi. Tiền tay cho em xin nút đăng ký kênh luôn cả nhà. Hẹn cả nhà sáng mai á, sáng mai em đi thăm thêm một lần nữa.